Rồi chiều hôm nay em cập nhật clip một tay tháng 9 nha anh chị. Đó, sắp nghỉ lễ rồi. Bán giá yêu thương luôn, 35 triệu 500. Một con F1 chữa gần 9 tháng. Đó, xuống màu ốc nóc rồi anh chị ơi. Đó, túng tiền quá, kẹt tiền bán. Đó, anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để màn hình. Giá yêu thương nha anh chị. Bồ quá lớn quá độ, chữa lứa 3, chữa 3B gần 9 tháng nha anh chị. Bao chữa bao khám. Đó, thì bò này tàn nhất anh chị. Bò này ước lượng cả 4 cả 500 kg hơi luôn anh chị. Đó, mẫu độ nha anh chị. F1 sữa chữa gần 9 tháng nha anh chị, bao chữa bao khám. Quá thùng quá lớn, đòn quá dài anh chị. Vú thì 4 vú đều anh chị, móng là móng sò, lưng thẳng đòn dài. Hiện dạng bao uống, bao tật lỗi, bao chữa bao khám cho anh chị. Anh chị gần xa thích cái mẫu độ mẫu chữa này thì liên hệ số điện thoại em để hình. Giá là 35 triệu 500 nha anh chị. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Bò tầng nhất chữa gần đẻ, bung bầu. Thùng quá lớn anh chị ơi. Đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để hình. Đó, mua bò thịt, bò năng, bò lòi, bò cạo, trao đổi bò giống thì cứ liên hệ mạnh dạn liên hệ trao đổi anh chị ơi. Đó, những con bò này thì mình nuôi ghép, nuôi lấy sữa thì nhiều sữa, mau lớn anh chị ơi. Và quá to, cày đùi quá lớn anh chị ơi. Bao loại lú nghiêm chỉnh anh chị. Bao loại tới ngày đẻ. Thì anh chị gần xa có những con bò thịt trao đổi bò giống thì cứ liên hệ em. Rồi, nhắc lại bò này giá là 35 triệu 500 anh chị. Đó, anh chị ở xa gần cứ mạnh dạn liên hệ ghép xe về cho anh chị nuôi phát triển kinh tế.